Chào các bác nhá. Hôm nay em về được mấy con máy cắt cỏ 36V cần thẳng của Ryobi. Đây là hàng rút led. Đây. Dòng rút led. Cái này thì có cái 40V và có cái 36V. Cái này nó sử dụng pin 36V các bác nhá. Một cái thân máy này thì em đang bán cho các bác với giá là 2.500.000. Cái thân máy chưa có bao gồm pin sạc nhá. Pin sạc nữa thì nó vào khoảng tầm 3.500.000. Pin sạc là 1 triệu, còn cái thân máy này là 2.500.000. Bác nào mình có pin sạc rồi thì mình mua cái thân máy này thôi. Cái giá cái thân máy này là 2.500.000. Thân máy cắt cỏ pin 36V. Cái này nó mạnh như là một cái máy xăng các bác nhá. Thì bác nào mình đang quan tâm tới cái dòng máy cắt cỏ thì các bác mình cứ liên hệ cho em. Còn được có mấy cây thôi, không có nhiều.